Trang Pháp vừa nghi vấn hẹn hò một anh trai, đối phương nhanh chóng lên tiếng. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Trang Pháp đang hẹn hò cùng anh trai Jisun. Ngay sau đó, nam ca sĩ vội lên tiếng giải thích. Một tài khoản mạng xã hội thu hút hơn 80.000 lượt xem và được đông đảo người dùng cùng thảo luận sôi nổi khi đặt nghi vấn Trang Pháp và Jisun đang hẹn hò. Trong đó, chủ tài khoản đưa ra một số hình ảnh Trang Pháp và Jisun check-in cùng địa điểm, thậm chí cả hai còn xuất hiện chung trong một khung hình. Bên dưới phần bình luận, các thám tử mạng còn tiếp tục bổ sung thêm chi tiết Trang Pháp và Jisun cùng đeo dây chuyền cặp. Chị đẹp giữ hình chìa khóa và anh trai giữ hình ổ khóa. Một số cộng đồng mạng sau khi tổng hợp loạt hình trên, dự đoán rằng hai chị em đang ngầm xác nhận chủ quyền của nhau. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác đã nhanh chóng bác bỏ những tin đồn trên. Một người dùng để lại bình luận giải thích. Vào thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, Trang Pháp đang thực hiện album 10 năm và có cùng công ty chủ quản của Jisun quay MV. Trước khi tham gia vào Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tại châu Âu, chính vì lẽ đó có thể thấy Jisun và Trang Pháp check-in cùng địa điểm, cùng thời gian. Hiện tại khả năng MV đó được ra mắt không cao vì tất cả ảnh outfit và ekip đi cùng trên trang cá nhân của Trang Pháp đều không còn dấu vết. Bên cạnh đó, nhiều fan theo dõi một buổi livestream gần đây của Jisun cho biết nam ca sĩ đã khẳng định hiện tại vẫn còn độc thân nên việc hẹn hò cùng Trang Pháp là không đúng. Jisun đính chính là đang độc thân trên livestream hôm trước rồi nha. Hôm livestay 5, tôi đi xem thì Jisun xác nhận trên sóng luôn là anh độc thân rồi nha. Một tài khoản cho biết là khán giả tham gia cổ vũ anh trai C2 chia sẻ. Sau khi tham gia anh trai C2, Jisun được khán giả biết đến nhiều hơn, nhiều dự đoán anh sẽ góp mặt trong nhóm nhạc debut vào đêm chung kết. Năm 2023, chị đẹp Trang Pháp hút truyền thông khi có một hành trình đạp gió rẽ sóng thành công với ngôi vị quán quân. Sau chương trình, Trang Pháp hiện vẫn giữ được nhiệt khi liên tục góp mặt trong nhiều show diễn.